Những ngày này, bà con nông dân huyện Quản Bạ đang khẩn trương gieo cấy lúa vụ mùa năm 2023, phấn đấu hoàn thành gieo cấy 100% diện tích đúng khung thời vụ. Vụ mùa năm 2023, huyện Quản Bạ phấn đấu gieo trồng trên 1.000 hecta lúa. Huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống diễn biến bất lợi của thời tiết, đặc biệt là các đợt nắng hạn đầu vụ. Các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư tu bổ. Công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất. Thời gian này tranh thủ trời có mưa, bà con nông dân đang khẩn trương khơi thông dòng chảy, lấy nước làm đất và tiến hành gieo cấy. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 130 hecta lúa các loại. Huyện Quản Bạ đang chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã thị trấn tăng cường bám nắm cơ sở, tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con nông dân tích cực gieo cấy hết diện tích, triển khai hướng dẫn các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên diện tích đã gieo trồng, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ để phòng trừ kịp thời.